Xin chào, mình là Vô Lý và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Game On News, nơi tổng hợp lại những tin tức của làng game đáng chú ý trong tuần vừa qua. Trước khi bắt đầu vào số news của tuần này thì mình sẽ phải kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Ấy là đúng vào số news của tuần trước thì mình mới có thì thầm một câu than vãn. Nhưng mà quả thực thì mùa đông này mà được tặng một chiếc áo hoodie thì chắc là ấm áp hơn. Mà không hiểu sao nói nhỏ như thế rồi mà bên The Next Level vẫn nghe thấy được. Thế là tuần này gửi nguyên cho cái áo hoodie thật luôn. Mà trông lại còn đẹp mới chết chứ. Nói vậy ra không phải là để bảo rằng nếu trên video mình có than thở ria để đòi quà đâu. Làm thế thì mình đã đòi là ước gì có một cái PS5 hay là ước có một chiếc các đồ họa NVIDIA RTX 3080 Gaming OC 10GB GDD 6X 320bit HDMI và DisplayPort. Nhưng mà đương nhiên làm người ai lại làm thế. Thế thì mặt dày vô duyên quá thể rồi. Quay trở lại với tin tức trong video ngày hôm nay. Kể từ khi Cyberpunk 2077 ra mắt vào cuối năm 2020, dường như chưa một ngày nào cái tên này không được xuất hiện trên các mặt báo vì những lùm xùm xoay quanh nó. Đương nhiên, với một game được kỳ vọng quá cao mà đầy lỗi tùm lum, cùng với việc đồ họa downgrade khá nặng nề, thì rõ ràng làn sóng dư luận nổ ra là điều khó tránh khỏi. Mình cũng mong là một ngày nào đó có thể thử tựa game này cùng với chiếc CAC 3080 thì chắc sẽ giúp phần nào cải thiện được đồ họa hơn. Và mở đầu cho bản tin ngày hôm nay chính là vụ việc Cyberpunk 2077 bị nhà chức trách Ba Lan sờ gáy. Nhưng tuy nhiên, đừng quên ủng hộ cho những người bạn tại The Next Level vì chiếc áo xinh đẹp này hiện đang là mẫu rất hot trong thời gian hiện tại đó. Chi tiết sẽ được mình để ở dưới phần mô tả cũng như phần bình luận. Và đương nhiên rằng nhập mã Game On để được giảm giá 20.000 cho mỗi hóa đơn nữa nhé. Còn bây giờ, Game On! Dù năm mới đã tới nhưng những rắc rối của Cyberpunk 2077 dường như vẫn sẽ tiếp tục, góp phần giúp cho trò chơi này trở thành một trong những tựa game có màn ra mắt khó khăn nhất trong lịch sử ngành game. Từ việc bị rút khỏi PlayStation Store, phải hoàn tiền cho khách hàng bất mãn, cho đến việc một số nhà đầu tư đã đưa CD Projekt ra tòa vì cho rằng Cyberpunk 2077 là dự án bị quảng bá sai sự thật. Điều đó vẫn chưa dừng lại khi mới đây, cơ quan chống độc quyền, phòng cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng Ba Lan đang dồn sự chú ý vào cái tên trên. Tổ chức này cam kết bảo vệ quyền và lợi ích của người tiêu dùng, mặc dù chưa có động thái cụ thể nào, nhưng có thể họ sẽ có những biện pháp trừng phạt đối với CD Projekt Red trong tương lai. Phòng cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng Ba Lan sẽ đảm bảo rằng CD Projekt Red hoàn thành đầy đủ các cam kết đối với Cyberpunk 2077, chẳng hạn như phát hành các bản cập nhật và cải tiến phiên bản console trong 2 tháng tới. Nếu CD Projekt Red không hoàn thành nghĩa vụ như thỏa thuận bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, studio này có thể phải đối mặt với án phạt lên đến 10% thu nhập hàng năm. Vốn là một nhà phát triển độc lập rất thành công với series game nổi tiếng The Witcher, tham vọng xây dựng vũ trụ game Cyberpunk rộng lớn nằm trong tầm tay CD Projekt Red. Minh chứng rõ thấy nhất là kỷ lục về số người trực tuyến cùng thời điểm trên nền tảng Steam đối với một tựa game chơi đơn. Nhưng Cyberpunk 2077 không thể duy trì được lượng người chơi ấn tượng này mà để mất đến 80% chỉ sau gần một tháng ra mắt. Những diễn biến về tỷ lệ người dùng trên Steam cũng đã phản ánh xu hướng bất lợi đối với Cyberpunk 2077. Cụ thể, số game thủ trực tuyến thường xuyên chơi Cyberpunk 2077 đã giảm đáng kể, cho thấy họ không còn đủ kiên nhẫn hoặc chán nản với các lỗi vặt đang hoành hành trong trò chơi. Đó vẫn chưa phải là những vấn đề duy nhất mà Studio Ba Lan đang phải đối mặt. Một vài ngày trước đã có tới 5 công ty quyết định nộp đơn kiện tập thể chống lại CD Projekt Red. Liệu còn một tương lai khá khẩm nào cho Cyberpunk 2077 hay không? Chúng ta chỉ có thể chờ đợi kết quả trong tương lai mà thôi. Hãy tạm thời gác lại vụ việc của Cyberpunk 2077 sang một bên và cùng chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác trong phần điểm tin. Thượng Hải xây dựng trung tâm eSports trị giá gần 900 triệu USD. Mới đây, Thượng Hải vừa tiết lộ tham vọng thống trị nền thể thao điện tử thông qua việc xây dựng điểm đến, nơi diễn ra cho các sự kiện eSports trong tương lai. Chính vì vậy mà trong năm 2021, thành phố này đã bắt đầu xây dựng Trung tâm Thể thao Điện tử Sáng tạo và Văn hóa mới quốc tế Thượng Hải. Với tổng diện tích 500.000m² và trị giá khoảng 900 triệu USD, xấp xỉ 20.000 tỷ đồng, Trung tâm eSports Thượng Hải sẽ góp phần biến nơi này trở thành kinh đô thể thao điện tử như mong muốn của chính quyền thành phố. Dự kiến, Trung tâm eSports Thượng Hải sẽ sở hữu cả khách sạn, là điểm dừng chân cho các đội tuyển đến tham dự giải đấu và khán giả tới cổ vũ, tham quan và du lịch. Cơ sở này cũng đủ lớn để các công ty và đơn vị thể thao điện tử đặt làm trụ sở cho các tổ chức của mình. Dự kiến đến năm 2024,
trung tâm eSports Thượng Hải sẽ hoàn thiện và đi vào hoạt động. Đây sẽ là điểm đến không chỉ cho lĩnh vực eSports mà còn giúp kích thích nền du lịch nước nhà. IO Interactive công bố bối cảnh chính trong Hitman 3. Mới đây, IO Interactive đã mở hàng năm 2021 với một trong những series game được game thủ yêu thích nhất mang tên Hitman 3. Là phần thứ 3 và cuối cùng của bộ 3 trò chơi World of Assassination, người chơi một lần nữa bước vào thế giới của đặc vụ 47 để ngăn chặn nhóm bí ẩn được gọi là Providence. Gameplay tiếp tục xoay quanh chiến đấu du kích và tận dụng môi trường xung quanh để thực hiện nhiệm vụ. Đặc vụ 47 sẽ bắt đầu chuỗi hành trình của mình tại một buổi lễ khánh thành diễn ra tại tòa nhà cao nhất Dubai. 47 sau đó sẽ đặt chân tới Dartmoor tại Vương quốc Anh. Địa điểm này đã được IO Interactive tiết lộ vào năm ngoái. Tại đây, người chơi có cơ hội trở thành thám tử điều tra một vụ giết người song song với nhiệm vụ ám sát của mình. Địa điểm thứ 3 của trò chơi là Berlin, Đức. Nơi đây dẫn người chơi đến phần giữa của toàn bộ câu chuyện. Địa điểm tiếp nối sẽ là Trùng Khánh, Trung Quốc. Sự căng thẳng cũng dần tăng cao trong Hitman 3 sau khi đặc vụ 47 đặt chân đến Mendoza, Argentina. Nhiệm vụ thứ 6 và cũng là nhiệm vụ cuối cùng đưa đặc vụ 47 trở lại dãy núi Carpathian ở Romania. Điều gì đang chờ đợi anh ta ở đó vẫn chưa được biết, nhưng nó sẽ đánh dấu sự kết thúc của loạt game Hitman này. Hitman 3 sẽ ra mắt vào ngày 20 tháng 1 trên PC, PS4, PS5, Stadia, Switch, Xbox One và Xbox Series X. Riot cùng nhà phát triển Bungie đệ đơn kiện trang web phát tán phần mềm gian lận. Mới đây, Riot và Bungie đã hợp lực đệ đơn kiện một công ty với cáo buộc công ty này đã tạo ra các bản hack phần mềm cho Valorant và Destiny 2. Theo báo cáo của Polygon, các luật sư của Riot và Bungie đã đệ đơn khiếu nại chống lại Gator Cheats tại Tòa án Trung tâm của California vào ngày 8 tháng 1. Theo đó, tài liệu kiện cáo đề cập Gator Cheats và chủ sở hữu Cameron Santos đã kiếm được hàng chục đến hàng trăm nghìn đô la từ việc bán các phần mềm gian lận. Trước đó, Bungie đã từng yêu cầu chủ sở hữu của Gator Cheats ngừng hoạt động thông qua một lệnh cấm vào tháng 11 năm 2020. Tuy Cameron Santos đã đồng ý, nhưng một thời gian sau, loại phần mềm này lại bị phát hiện vẫn đang được phân phối một cách lén lút trên thị trường. Theo hồ sơ vụ kiện cho biết, thiệt hại có thể lên đến hàng triệu đô la, làm suy yếu tính cạnh tranh toàn vẹn của trò chơi và làm xói mòn lòng tin của cộng đồng. Cuối cùng, cả Riot và Bungie đều yêu cầu tòa án chấm dứt tất cả hoạt động kinh doanh của Gator Cheats. Hiện tại, trang chủ chính thức của Gator Cheats đã loại bỏ gần hết nội dung và công bố đóng cửa vô thời hạn. Hogwarts Legacy lùi ngày phát hành. Hogwarts Legacy là game hành động nhập vai thế giới mở đầu tiên được giới thiệu lấy bối cảnh của loạt truyện nổi tiếng Harry Potter. Những tin đồn về tựa game này lần đầu xuất hiện từ khoảng 2 năm trước, nhưng phải đến sự kiện ra mắt PS5 ngày 16 tháng 9 thì nó mới chính thức được trình chiếu công chúng. Được phát triển bởi Avalanche Software, Hogwarts Legacy lấy bối cảnh những năm 1800 tại ngôi trường Hogwarts đầy biểu tượng. Tuy nhiên, với bối cảnh thời gian như trên, chúng ta sẽ không được gặp lại những nhân vật quen thuộc trong cuốn tiểu thuyết gốc của tác giả J.K. Rowling. Thay vào đó, người chơi có quyền thỏa sức sáng tạo nhân vật dành riêng cho mình và tham gia mọi hoạt động pháp thuật lẫn ma thuật tại học viện này. Trong một bài viết trên tài khoản Twitter chính thức của mình, Hogwarts Legacy đã phải thông báo rằng thời gian phát hành của trò chơi sẽ bị thay đổi, nhưng trò chơi này vẫn sẽ có mặt trên PS5, PS4, Xbox Series X, Series S, Xbox One và PC. Sony chính thức khai tử hai mẫu máy PS4 tại Nhật Bản. Mới đây, theo báo cáo của cửa hàng Game Watch tại Nhật Bản, Sony đã xác nhận ngoài PS4 Slim Standard Jet Black 500GB, công ty này sẽ ngừng sản xuất tất cả các phiên bản PS4. Các điểm phân phối sẽ bán nốt số hàng tồn và không thể nhập thêm lô hàng nào nữa. Cùng lúc với việc dừng sản xuất hầu hết các phiên bản PS4, hoạt động dây chuyền giờ sẽ được chuyển sang PS5. Thay đổi này hiện mới chỉ hiệu lực tại thị trường Nhật Bản. Chưa rõ khi nào khu vực phương Tây sẽ được áp dụng. Hãng kỳ vọng người dùng khi chọn mua máy sẽ tập trung vào PS5 hệ máy PlayStation mới nhất thay vì PS4. Tuy nhiên, người chơi cần lưu ý rằng việc hoãn sản xuất không đồng nghĩa với khai tử thế hệ đó. Sony đã cam kết duy trì hỗ trợ lâu dài cho cộng đồng PS4. Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh gần nhất, ông Totoki đã cho biết Sony cam kết doanh số PS5 sẽ vượt qua người tiền nhiệm trong năm đầu tiên phát hành. Bên cạnh đó thì đối thủ của Sony là Microsoft cũng đã ngưng sản xuất Xbox One X kể từ tháng 7 năm 2020 vừa qua. Lucasfilm Games mới đây đã gia nhập quân đoàn Ubisoft Massive để chuẩn bị cho một trò chơi thế giới mở diễn ra tại một thiên hà xa xôi. Dù mới chỉ trở lại 2 ngày, Lucasfilm đã không ngần ngại đáp đất với một dự án Star Wars sắp ra mắt.
Điều này cũng cho thấy con gà để trứng vàng này đã không còn nằm trong tay của EA nữa. Vừa qua, người hâm mộ Star Wars nói riêng và game thủ nói chung đã bắt gặp một tin vui về sự trở lại của thương hiệu game Lucasfilm sau khi được Disney thu mua lại vào năm 2012. Kể từ khi xuất hiện, chiến lược phát triển các sản phẩm game Star Wars của nhà Disney dường như đang bắt đầu bước sang một trang mới. Nếu như trong suốt nhiều năm qua, các tựa game Star Wars đều được phát triển dưới tay EA, thì trong tương lai gần, sự độc quyền này sẽ chấm dứt khi Lucasfilm Games đang bắt đầu hợp tác với rất nhiều hãng game lớn khác. Trước đó không lâu, Lucasfilm Games đã công bố hợp tác với Bethesda để tái sinh dòng game Indiana Jones. Theo sau đó, cộng đồng game tiếp tục xôn xao khi Ubisoft công bố họ đang phát triển một dự án game Star Wars bom tấn cùng Lucasfilm Games. Dù vẫn chưa có bất kỳ thông tin rõ rệt nào được hé lộ, nhưng theo chia sẻ của Ubisoft, dự án game Star Wars mà họ phụ trách sẽ là thế giới mở, được phát triển bởi chính đội ngũ đứng sau The Division 2, Massive Entertainment. Ngoài ra, Ubisoft cũng không quên hứa hẹn rằng đây chính là tựa game Star Wars mang đến những trải nghiệm chưa từng có. Thông tin này đã gây sốc cho nhiều game thủ vì đây sẽ là một trong những trò chơi đầu tiên kể từ năm 2013 mà không có bất kỳ sự tham gia nào của EA, và như vậy, thỏa thuận độc quyền với hãng này sẽ chính thức kết thúc. Tuy nhiên, có vẻ như việc Lucasfilm Games quyết định cung cấp giấy phép Star Wars cho các nhà phát triển mới sẽ không ngăn EA phát triển các trò chơi trong tương lai. Theo trang IGN, EA đã tuyên bố rằng công ty sẽ tiếp tục hợp tác với Star Wars trong nhiều năm tới, phát triển những tựa game mới trong vũ trụ mở rộng của Star Wars. Thông báo này cũng nhấn mạnh rằng EA đã tạo ra một số trò chơi thành công nhất trong lịch sử của loạt phim Star Wars, và họ đã sẵn sàng phát triển thêm những trải nghiệm thú vị để người chơi tận hưởng. Trong khi có vẻ như Lucasfilm đang thu hút nhân sự mới cho các trò chơi trong tương lai, đã tranh thủ sự giúp đỡ của Ubisoft và Bethesda, EA sẽ tiếp tục làm việc cùng với Lucasfilm và mở danh sách ngày càng tăng của các tựa game Star Wars. Vậy Ubisoft Massive sẽ là studio đầu tiên bắt tay cùng Disney đem tới một câu chuyện Star Wars mới mẻ sau 8 năm độc quyền của EA. Mong rằng người hâm mộ sẽ được trải nghiệm một phần game Star Wars chất lượng và hấp dẫn vào năm 2023 tới. Những thông tin trên cũng đã kết thúc cho số Game On News của ngày hôm nay. Như thường lệ, nếu thấy video này hay và hữu ích đừng quên nhấn like và share. Còn nếu như đây là lần đầu các bạn đến với Game On, hãy nhấn nút subscribe và nhấn chuông thông báo. Mình là Vô Lý và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.